Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Năm 11 tháng 7 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích thời sự. Phần 2 là phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hawaii. Để mở đầu, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích thời sự. Bài viết What is China's One Country, Two System Policy do Lê Thị Hồng Loan biên dịch. Kính thưa quý vị, chính sách một quốc gia, hai chế độ là gì? Hàng trăm ngàn người biểu tình đã liên tục xuống đường ở Hồng Kông vào tháng 6 vừa qua để phản đối một dự luật được đề xuất cho phép bắt và trao trả các nghi phạm hình sự sang Trung Cộng, đại lục. Các cuộc biểu tình này nằm trong số những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục đặc khu trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam đình chỉ dự luật này. Để thực hiện hành động phản đối này thì người Hồng Kông đã sử dụng các quyền tự do vốn bị từ chối ở Trung Cộng đại lục. Nguồn gốc của các quyền tự do này là gì? Vào cuối thế kỷ thứ 20 thì có 3 vùng lãnh thổ lịch sử của Trung Cộng vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Cộng, đó là Đài Loan, Macau và Hồng Kông. Không lâu sau khi nổi lên trở thành lãnh đạo tối cao của Trung Cộng năm 1978 thì Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố tham vọng nhằm đạt được sự thống nhất với Đài Loan. Hòn đảo này về mặt kỹ thuật vẫn là thành trì cuối cùng của một chính phủ từng cai trị toàn bộ Trung Cộng cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc với chiến thắng của phe Cộng sản vào năm 1949, đẩy quân đội của Quốc dân đảng bại trận phải lưu vong tới Đài Loan. Kể từ đó thì Đài Loan đã trở thành một nền dân chủ và người dân càng ngày càng xác định rõ ràng rằng họ là người Đài Loan. Các lãnh đạo ở Bắc Kinh đã thề rằng họ sẽ thống nhất hòn đảo với đại lục bằng vũ lực nếu cần thiết. Đặng Tiểu Bình đã hứa hẹn với Đài Loan một mức tự trị cao, gọi là đề xuất của ông bằng cái tên là Một Quốc gia, Hai Chế độ. Đài Loan sẽ được phép duy trì chính quyền độc lập, lối sống tư bản và thậm chí cả lực lượng vũ trang của riêng mình, miễn là họ công nhận chính quyền Cộng sản ở Bắc Kinh và hợp pháp trên Trung Cộng, bao gồm cả Đài Loan. Người Đài Loan đã không mắc bẫy, nhưng Trung Cộng đã sử dụng ý tưởng Một Quốc gia, Hai Chế độ khi họ tiếp nhận lại Hồng Kông từ Anh Quốc và Macau từ Bồ Đào Nha. Nước Anh đã giành được khu vực trung tâm Hồng Kông vĩnh viễn như là một chiến lợi phẩm trong chiến tranh thuốc phiện hồi thế kỷ thứ 19. Nhưng phần cuối cùng, vùng lãnh thổ mới mà Anh Quốc có được là theo một hợp đồng thuê đất 99 năm được ký vào năm 1898. Người Bồ Đào Nha đã cai trị Macau từ những năm 1500, nhưng cuối cùng đã bắt đầu rút quân vào năm 1975. Khi hợp đồng thuê đất của Anh Quốc sắp hết hạn và Bồ Đào Nha từ bỏ Macau, thì Trung Cộng bắt đầu đàm phán với cả hai quốc gia này vào giữa những năm 1980 về việc trao trả lại hai lãnh thổ này và quyết định các thỏa thuận chính trị trong tương lai. Hồng Kông và Macau lần lượt trở thành một phần của Trung Cộng vào năm 1997 và năm 1999. Tất cả các bên bao gồm Trung Cộng đã công nhận rằng việc áp đặt hệ thống chính trị của Trung Cộng lên hai khu vực thuộc địa này sẽ tạo ra sự hỗn loạn và tình trạng nhiễu loạn kinh tế. Chính sách một quốc gia, hai chế độ sẽ cho phép các vùng lãnh thổ giữ nguyên tình trạng ban đầu với các hệ thống pháp luật và lực lượng cảnh sát độc lập. Cấu trúc chính trị của họ sẽ thay đổi rất ít, ngoại trừ việc các đặc khu trưởng, người địa phương sẽ thay thế các thống đốc được bổ nhiệm bởi các cường quốc thực dân. Tại Hồng Kông, đặc khu trưởng sẽ được bầu bởi cử tri đoàn gồm 1.200 thành viên. Từ danh sách của các ứng cử viên được chính phủ Trung Cộng phê chuẩn và sẽ lãnh đạo một hệ thống được mô phỏng theo hệ thống của Anh Quốc. Mặc dù chỉ có một viện lập pháp, Trung Cộng thậm chí còn hứa hẹn rằng các đặc khu trưởng cuối cùng sẽ được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu. Mặc dù ý nghĩa chính xác của khái niệm này trong bối cảnh đó vẫn chưa rõ ràng. Chính phủ ở Bắc Kinh sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề quốc phòng và ngoại giao. Những dàn xếp này sẽ kéo dài trong 50 năm. Điều gì sẽ xảy ra sau năm 2047 vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, thì các nhà hoạt động dân chủ ngày càng trở nên nản lòng khi các lực lượng thân chủ quyền, một phần trong số đó được tài trợ bởi Bắc Kinh, đã chiếm được đa số ghế trong các hội đồng địa phương và cơ quan lập pháp của Hồng Kông, và các cuộc kiểm tra lòng trung thành với đại lục mới đã được áp dụng đối với các ứng cử viên. Sự thất vọng đã dẫn tới phong trào dù vàng năm 2014,
với một loạt các hoạt động phản kháng và các cuộc biểu tình ngồi nhằm đòi Trung Cộng thực hiện lời hứa hẹn nền dân chủ thật sự. Đáp lại thì chính quyền Bắc Kinh lại càng quyết tâm để thực hiện về một quốc gia trong thỏa thuận này. Trong năm 2016 và 2017 thì họ đã khai trừ 6 nhà lập pháp vì đã không tôn trọng Trung Cộng khi đọc sai lời tuyên thệ trung thành khi bắt đầu nhiệm kỳ. Năm nay thì họ đã thay đổi hiến pháp Hồng Kông để yêu cầu thông qua một đạo luật nhằm trừng phạt những người nào xúc phạm quốc ca, phóng theo đạo luật mà Trung Cộng đã thông qua vào năm 2017. Và Bắc Kinh đã thúc đẩy việc thay đổi hệ thống luật pháp thời thuộc địa hiện hành, vốn ngăn cản việc bắt và trao trả tội phạm tới Trung Cộng. Dự luật được đề xuất không áp dụng cho các tội phạm chính trị, nhưng nhiều người lo ngại rằng Đảng Cộng sản có thể sử dụng nó làm cơ sở để thực hiện việc bắt và trao trả những người bị cho là đã vi phạm. Mặc dù bà Lam đã đình chỉ dự luật bắt và trao trả, các nhà quan sát chính trị lâu năm vẫn dự định rằng Đảng Cộng sản sẽ thắt chặt sự kìm kẹp của mình theo vô số cách khó nhìn thấy hơn. Chính quyền Trung ương vẫn ca ngợi chính sách một quốc gia, hai chế độ là một sự sáng tạo tuyệt vời. Hồi tháng Giêng thì lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách này đối với việc bảo đảm điều mà ông gọi là sự thống nhất không thể tránh khỏi giữa Đại Lục và Đài Loan. Rất ít người ở Đài Loan cảm thấy bị thuyết phục. Sự kiện gần đây tại Hồng Kông chỉ làm tăng sự nghi ngờ của họ. Giải pháp sáng tạo của Đặng Tiểu Bình cho vấn đề thống nhất chưa bao giờ phải đối mặt với một sự hoài nghi lớn đến như thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài What is China? One Country, Two System Policy được đăng trên tờ Economist vào ngày 30 tháng 6, 2019 do Lê Thị Hồng Loan biên dịch. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thình Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.